Xin chào các bạn nha. Hôm nay Sô Bình xin giới thiệu đến các bạn cái hộp để đựng cầu chì ống thủy tinh này. Kích thước của cái cầu chì để sử dụng cho cái hộp này là 5 x 20 mm này. Hiện tại Sô Bình cũng đang bán các loại cầu chì thủy tinh hoặc là cầu thịt chì hai chân thì các bạn có thể tìm trong shop với các cái loại từ 5A đến 20A, 25A này. Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu trong shop mình nhé. Đây thì cái hộp đựng cầu chì này nó cho các bạn cho cầu chì thủy tinh vào đây, nó hai đầu cực này. Và các bạn vặn nó vào thôi, nó là ren nên vặn rất là dễ và thay cũng dễ. Còn đây đầu dây khi nào các bạn cần dùng thì bắt đầu cắt ra và các bạn lối nhé. Ở đây thì người ta đã sản xuất ra làm thế này cho nó gọn thôi. Các bạn khi đặt hàng thì chú ý là nhập cái mã miễn phí vận chuyển vào nhé. Đối với hàng từ 50k trở lên thì trong số mình có thể được giảm từ 18 đến 20 nghìn. Nhiều bạn ở Hà Nội gửi là không có tiền phí, còn các bạn thì khác có thể giảm được 18 nghìn nhé. Cảm ơn các bạn.